别寄望你用一点热泪，一些玩具，通通占据，放心对你会下坠。原来我已做你泪好另类，何妨这一天让我多等你。要讲我字字曲有趣，你的心碎可能怀着面具，招呼句招呼一两句，不算不算可以吻我的嘴。是话我没趣，也会想有同类，爱下去未理根据，但绝对畏惧。是看着你在山间伴醉，千古流泪。我哭笑笑哭哭叫叫我受罪，如痴情但又急急好流泪，何妨这一天。Tôi đến đây làm gì? Không lẽ em quên rồi sao? Lần đầu tiên anh hôn em là ở đây đó. Ba Trang. Ông Trang. Ba Trang. Ông Trang. À, cứu tôi với. Quên hết rồi. Em à, em đừng có giận anh nữa. Thiệt tình là anh biết lỗi rồi. Sau này anh không dám vậy nữa đâu mà. Cho anh một cơ hội đi được không? Em giận anh mà không nói cho anh biết, anh làm sao biết em có giận anh hay không? Em cười lên đi, tức là không còn giận anh nữa. Nhưng em không cần cũng không nói, anh làm sao biết em có giận anh hay không? Cười rồi sao? Hết giận rồi hả? Vậy sau này đừng giận anh nữa nha. Anh hứa sau này sẽ không tái phạm nữa. Ông Trần. Ba Trần. Ông Trần. Ba Trần. Cô tay ra. Sếp Trình à, nhiều bóng đèn quá. Tôi đã nói là nguồn điện chỗ không có nổi đâu mà. Ha, chắc là bị đứt cầu chì rồi á. Sếp làm ơn sửa lại giùm tôi nha sếp. Anh đó, mà lành quá đi, sửa lại cho người ta mau lên đi. Yes, madam. Em ngồi đây đợi anh nha. Đi thôi chú. Anh khẳng định chiếc taxi của anh đã bị tội phạm ăn cắp hả? Đúng vậy. Tôi nhìn thấy rõ người đó là thằng Thành. Trước đây nó có mướn taxi của tôi chạy mấy lần rồi. Chắc là làm thêm chìa khóa sơ cua. Biển số xe taxi của anh là FN2459 phải không? Phải. Tiểu Long nữ, lập tức gọi cho tổng đài, báo cho các đơn vị để ý chiếc taxi này. Yes sir. Điện thoại của anh Phong mất tín hiệu rồi. Phải mau chóng báo cho thằng Phong biết chuyện này. Gọi cho Tâm Nguyên đi. Alo. Alo, Tâm Nguyên à, có phải em đi chung với anh Phong không? Dạ phải, nhưng anh mới đi khỏi rồi, chỉ cần tìm anh hả? À, Tâm Nguyên có chuyện gì? Tâm Nguyên. Alo. Chuyện gì? Hình như Tâm Nguyên có chuyện rồi. Sao xưa rồi, cái này đó là dễ lắm mà. Trời đất, sao lại như vậy? Tâm Nguyên! Tâm Nguyên! Tâm Nguyên đâu? Alo! Alo, anh Phong à, hồi nãy anh đi đâu vậy? Có lẽ Tâm Nguyên gặp chuyện rồi.
Tôi biết rồi, có lẽ nó bị tên mình bắt đi. Bây giờ anh đang ở đâu? Phải đâu xe tình chí Mỹ. Alo, alo. Ở đâu vậy? Phải đâu xe tình chí Mỹ. Dừng xe. Dừng tay lên. Anh hai, anh làm gì vậy? Tôi đâu có làm gì đâu anh hai. Trời. Tầm người ở gần đây thôi. Tiện nhân, tao sẽ cho mày biết cái giá phản bội chồng là như thế nào. FM 2459 chiếc này rồi. Sẽ còn nóng, bây giờ không bao lâu. Chia ra tìm đi. Thật xe đi. Lỗi rồi sao? Đáng tiếc quá buồn. Nghe nói nạn nhân bị hại lần này là một nữ cảnh sát trong đội của cô. Thật sự có chuyện như vậy hay không? Có. Xảy ra chuyện như vậy có phải có liên quan đến tin đồn lần trước hay không? Nghe nói sở cảnh sát phao tin này là muốn dụ tên biến thái ra. Vậy phía cảnh sát không có bảo vệ cho nữ cảnh sát này đâu. Phải đó, có chuyện như vậy không? Mọi người nghe đây. Như vậy chuyện lần này chỉ là sự cố thôi. Tôi mong mọi người đừng suy đoán lung tung. Bác sĩ, sao rồi? Tôi khám cho nạn nhân rồi, không có gì là nguy hiểm. Nhưng tinh thần của cổ đã bị tổn thương nghiêm trọng. Mọi người hãy an ủi cổ đi. Tâm Nguyệt. Bác sĩ nói em không có gì đâu. Điều quan trọng là em không có sao, có phải không? Dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh vẫn yêu em suốt đời mà. Em có biết không? Bác
Phong à, để Tâm Nguyên nghỉ ngơi đi, để cho cô nghỉ ngơi đi mà. Tâm Nguyên, chị sẽ ở bên cạnh em. Em đừng sợ nha, đừng sợ. Không sao đâu. Trịnh ra đi. Định gia, Định gia. Ê, chúng ta đều là đàn ông mà, có chuyện gì là bước ra đi. Sếp Trịnh, chính tôi không biết dạy em tôi. Tôi xin lỗi sếp. Nói tôi biết nghe. Hai người có biết không, bây giờ nè, tôi rất muốn chỉ thề, nữ cảnh sát đầu tiên bị cưỡng hiếp ở Hồng Kông lại là cảnh sát ở khu này. Sorry sir, thật ra chúng tôi... Im đi. Tôi muốn nghe sự giải thích của cô. Sếp, quả thật lần này tôi đã phạm sai lầm trong kế hoạch của tôi. Nhưng mà sếp yên tâm đi, tôi sẽ mau chóng bắt được tên tội phạm. Cô này đâu phải đợi đến ngày hôm nay mới nói. Cô hãy viết bản báo cáo cho tôi. Yes sir. Sếp Hà. Yes sir. Sau này vụ án này anh trực tiếp báo cáo với tôi, tất cả mọi hành động đều do anh phụ trách. Yes sir. Với lại anh hỏi thăm nữ cảnh sát đó giùm tôi. Dạ, tôi biết làm sao rồi sếp. Madam, tìm tôi có chuyện à? Tâm Nguyên có gì không? Hôm nay chị hai tôi đón nó xuất viện rồi, nhưng đến bây giờ Tâm Nguyên cũng không chịu nói tiếng nào hết. Tôi
tôi đã sắp xếp phụ đạo tâm lý cho Tâm Nguyên rồi. Anh kêu người nhà của anh đi cùng với cổ. Cảm ơn madam. Theo anh, lần này tôi tìm Tâm Nguyên làm mồi, có phải là tôi đã làm sai không? Khó có thể nói đúng hay sai lắm. Tôi là chú của Tâm Nguyên. Lúc đó tôi cũng có ở hiện trường vụ án. Tôi không biết phải nói sao nữa. Đừng vậy mà anh Sanh. Nếu chúng ta nản chí thì tên tội phạm càng vui mừng hơn nữa. Cấp trên dự tính phái thêm hai đội để theo dõi vụ án này. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi cũng muốn chính đội chúng ta tóm cổ được tên này. Vì công hay tư, chúng ta cũng không thể thất bại. Cố gắng quên đi những chuyện không vui. Điều quan trọng là có lòng tin. Anh làm được mà. Yes, madam. Ông ơi, ông có linh thiêng thì phù hộ cho Tam Nguyên mau khỏi bệnh. Con nó khổ quá rồi. Tôi sợ nó chịu đựng không nổi. Hai đứa quà thắp nén nhang cho ba con đi. Dạ. Dạ. Xin ba phù hộ cho chị hai mau khỏi bệnh. Nga. Chị Mùi. Chị Nga. Chị Nga. Chị Út. Chị Nga. Sao tan ca sớm vậy? Vậy đó. Vụ án không có gì tiến triển, cho nên em về sớm. Cô Tâm Nguyên sao rồi? Tâm Nguyên. Đi tắm đi. Nó chịu nói rồi. Có phải đỡ nhiều rồi không? Nói thì sao chứ, hôm nay nó đi tắm nhiều lần lắm rồi. Nó nói nó dơ bẩn lắm. Không biết kiếp trước chị Mùi này đã làm sai chuyện gì mà kiếp này nó phải chịu như vậy. Ông trời đúng là không có mắt mà. Nè, đừng vậy mà. Phải đó má. Má khóc lớn tiếng như vậy lại chỉ hai ngày đồ sẽ làm gì bị đả kích nữa đó. Má. Thì Út à, dạo này á hai em ở nhà nhiều, nhớ phải coi chừng chị hai, giờ phải lo cho má nữa, biết chưa? Thì em biết rồi, em chỉ lo lắng cho chị hai thôi, chứ cứ im lặng hoài à. À phải chị Nga, chị hãy khuyên chị hai dọn về nhà của anh hai đi, có thêm một người thương chị, có lẽ bệnh của chị sẽ mau khỏi. Không phải là công tốt, nhưng mà bây giờ á, anh hai tụi em giống như là đang bị điên vậy, đi tìm tên hung thủ khắp nơi. Dạo trước á, chị có nói với ảnh rồi, nhưng mà anh nói là Tâm Nguyên ở lại đây á sẽ tốt hơn, ít ra của tụi em lo cho chị. À phải chị Nga, mấy hôm trước chị kêu em đi phỏng vấn mà phải không? Em nghĩ phải dời ngày lại rồi. Được rồi, yên tâm đi, chị sẽ giữ công việc đó giùm em. Cảm ơn chị Nga. Không có gì. Ủa, sao mất hai cái rồi? Hai. Trời âm u quá, mau dẹp đồ đi, mau dẹp đồ đi, mau dẹp đồ đi. Đúng là biến thái mà. Ờ, có khi nào là ông lấy không? Là anh à? Phải đó chị Nga, đến gắn rèm cửa sổ giùm chị. Gắn rèm cửa sổ? Ha, anh quên rồi à? Tôi đã gắn xong lâu rồi, tôi nói cho anh biết rồi mà. Phải ha, tôi quên mất tiêu à, hay quên phải mất. Rồi, anh tới nhà luôn tiện, tôi có chuyện muốn nói với anh nè. Phải, tôi có chuyện muốn nói với chị. Tôi đọc báo mới biết là có chuyện lớn như vậy. À, đồng nghiệp của chị không may mắn gặp phải tên biến thái hả? Phải đó, cũng thật không may. Nhưng mà tôi cũng không may nè. Hả? Tôi phải dọn đi. Cái gì? Chị dọn đi? Thực ra có chuyện gì vậy? Thằng cha đối diện nhà, đúng là quá đáng mà, tôi cũng muốn nhìn thấy ông nữa. Người ở đối diện làm gì vậy? Ông rình chị à? Không những ông rình tôi mà còn ăn cắp đồ của tôi nữa. Ông ăn cắp cái gì của chị? Ờ thì cái thứ tam giác đó. Tam giác? Đồ lót hả? Phải đó. Chà, không phải không vậy? Vậy cũng được sao? Nè, chỉ là cảnh sát mà sao chị không bắt ổng? Nếu có chứng cứ tôi bắt ổng lâu rồi. À, tên này thật quá đáng à, khốn kiếp thật á. Chị yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách tìm chứng cứ giùm chị. Kiểu mới hả? Đáng để siêu tầm.
muốn lấy máy để quay tôi hả? Tôi không có ngu như cô đâu. Được, để tôi múa chiêu ngũ lang bát quái bụng cho cô coi. Không được rồi, không được rồi. Cách này dở quá, anh coi kìa. Đó, coi kìa, ống tệ kìa chứ. Còn chơi lại mình nữa. Chị nóng giận quá làm gì? Ít ra đã chụp được ổng cầm cây, chứng tỏ ổng đã ăn cắp đồ của chị rồi. Ổng cầm cây thì sao đây? Tôi đâu có chứng cứ, làm sao bắt ổng được? Vì là cảnh sát không làm gì được, nhưng tôi sẽ khiến ổng phải nhận. Gì? Đánh ổng à? Kiểu này đúng là kiểu mới đó, đáng để siêu tầm ha. Trời ơi, ai tới vậy? Trời ơi, có chuyện gì đây? Anh bồi phải không? Nè, tôi không vòng vo với anh nữa. Anh có biết anh ăn cắp đồ lót của người ta, tôi sẽ thưa cảnh sát bắt anh không? Chờ, anh bấm chuông nhà tôi nói bậy nói bạ không mà. Tôi cũng có thể kêu cảnh sát tới bắt anh vậy. Vậy tức là anh không nhận phải không? Hơi đầu nói với anh. Nè, anh muốn sao đây hả? Muốn sao? Anh bị tôi chụp hình được rồi còn muốn chối cãi nữa hả? Người trong hình đâu phải là tôi. Không phải anh hả? Được thôi, để tôi nhờ cảnh sát coi giùm coi có phải là anh không. Nè 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 nè, anh Dương à, hàng xóm với nhau, làm lớn chuyện làm gì? Vì là anh nhận anh có ăn cắp phải không? Phải, bởi vì tôi ham chơi thôi. Bất quá tôi trả quần lót lại cho cổ. Trả lại cho chị kìa. À, không lấy, không lấy. Ông đi dành ngâm giấm đi. Nè nè nè, lấy đi, lấy đi. Không lấy mà ông có nghe thấy không? Nè, tôi cảnh cáo ông đó, sau này ông không được quấy nhiễu cô này nữa. Nếu không gặp đâu tôi đánh đó, có biết không? À, biết rồi, biết rồi. À, biết rồi. À, sau này tôi... Ha, anh cũng tài thiệt. Tấm hình này chụp hồi nào? 80 đồng thôi. Anh xảo quyệt thiệt nha. Anh đã dùng vi tính ghép quần lót vào cái cây của ổng mà, phải không? Cũng tại ổng có tật giật mình nên mới bị tôi dọa được thôi mà. Nè, bây giờ chị có thể yên tâm rồi, không cần phải dọn đi nữa. Cảm ơn anh. Ê, chị biết không, tôi sợ mất người khách thuê tốt như chị lắm. Vậy cũng đúng ha. Xém chút quên nói cho anh biết chuyện này. Lần trước tôi giới thiệu người bạn cho anh đó. Ừ. Nhưng mà gần đây chị cổ đã gặp chuyện. À, không sao đâu, khi nào đưa cổ đến gặp tôi cũng được. Nếu cổ làm tốt, tôi sẽ mời chị đi ăn cơm. Cho dù mời cũng là tôi mời anh mới đúng. Ê, cô tôi với, cô tôi với. Ôi trời, cho đồ biết thái, biết thái. Gì gì, cầm chết, cầm chết. Có chuyện rồi, biết thái mà chết. Cầm chết, cầm chết. Làm gì vậy? Phải rồi, hồi nãy tôi thấy anh gây lộn với tên miếng thái này, tôi mới hiểu tại sao gần đây tôi lại bị mất quần lót đó. Tôi canh hắn mở cửa là xông vô liền. Coi nè, quần lót của chúng tôi đã bị hắn ăn cắp hết. Đây chính là chứng cứ nè. Trời, hắn đơi tiện tới nỗi lấy quần lót của chúng tôi để ủi nó kìa. Phải không? Phải không? Chết đó. Đánh hắn đi, đánh hắn đi. Trời ơi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mọi người dừng tay đi, tôi là cảnh sát. Ông làm như vậy là không đúng. Nhưng mà gì, mọi người đánh ông như vậy là phạm pháp đó. Vậy bây giờ thì sao đây? Cô là cảnh sát phải không? Bắt ông đi. Phải đó, bắt hắn ngồi tù đi. Mấy chị ơi, đừng có bắt tôi ngồi tù. Cho tôi một cơ hội đi. Cùng lắm ngày mai tôi sẽ dọn đi. Nè, tôi sợ cảnh sát làm nhân chứng phiền lắm. Ngày mai ông dọn đi thôi, cứ mặc kệ đi. Phải rồi, không phải được rồi. Không được, lại sao tha cho chứ đi mà. Ngày mai tôi sẽ dọn đi. Nè nè, mọi người suy nghĩ đi. Đến sợ cảnh sát làm nhân chứng hay không? Nếu phiền quá thì tôi cũng không đi đâu. Mấy chị không đi. Không đi, không đi. Vậy bỏ qua phải không? Nè, ngày mai ông phải dọn đi đó nha. Dạ, tôi sẽ dọn đi. Dọn đi mau đi. Nè em, chào em. Hãng taxi chiếu ký tới chỗ này rồi. Mùi gì mà hôi quá chị không biết. Làm ơn có ai ở đây không?
Cô tìm ai vậy? À, làm ơn tôi muốn gặp ông Dương Quang Chiếu, tôi tới đây phỏng vấn. À, chị Nga giới thiệu phải không? Ừ. Chị Nga có nói với tôi rồi, xin chào. Xin chào. À, thiệt là ngại quá. Hả? Nếu ông Dương không có ở đây thì khi khác tôi sẽ đến. Cảm ơn nha. Ông Dương nè, cô tìm tôi hả? Ông là ông Dương Quang Chiếu hả? Trời, gọi tôi là anh Chiếu được rồi. Chào anh Chiếu. Cô tên là gì? Dạ em tên là Trần Tứ Hỷ. À, Trần Tứ Hỷ. À phải, đây là bằng cấp của em, anh coi đi nè. Ờ, không cần coi đâu, chị Nga giới thiệu thì tôi tin tưởng. Làm việc ở đây từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều, chủ nhật được nghỉ. Làm việc liền, tiền lương 6.000, ok không vậy? Dạ, ok, ok. Ok đi, thời buổi này kiếm tiền khó khăn lắm, cứ ráng mà làm đỡ đi. Nè, hãy lau mấy chiếc taxi bên ngoài giùm tôi. À, anh Chiếu à, chắc là anh hiểu lầm rồi, em chỉ đến đây làm thư ký thôi. Thư ký? Nè, ở đây á, tôi là nhân viên hành chánh cao cấp kiêm tổng tài, nhưng cũng phải sửa xe, ha. Sếp có theo dõi hồ sơ này không? Sếp trợ. Sao rồi, không manh mối không? Chúng tôi đã hỏi hết mấy tên Marco, ai cũng nói là không có gặp thằng Bình. Sếp Trần, tin này giống như biến mất trên đời này vậy. Không sao đâu, đã báo cho hải quan biết rồi. Ngày nào nó còn ở Hồng Kông thì sớm muộn gì cũng xuất hiện. Yes sir. CIU tên Cú Lâm đây. À, làm ơn cho tôi gặp chị Nga. À, đợi anh lát nha. Nga, về số 2. Cảm ơn. Alo. Chị Nga hả? Dương Quang Chiếu đây. Lát nữa chị có rảnh cùng đi ăn trưa không? Sao tự nhiên mà tôi ăn trưa vậy? Có bận rộn cũng phải ăn trưa mà. Chị giới thiệu người đến giúp tôi phải mời chị ăn cơm chứ, ha? Ủa rồi, Tứ Hỷ làm sao rồi? Ê, tôi rất hài lòng. Một giờ tôi đợi chị trước cửa sở cảnh sát nha. Được thôi, lát nữa gặp. Bye bye. Thôi được rồi, làm việc đi. Yes sir, yes sir. Tới đâu ăn cơm đi. Nè, rủ chị Nga đi chung luôn. Chị đâu có rảnh đâu, hồi nãy anh không nghe chị hẹn với người ta sao? Xin lỗi nha chị Nga, bắt chị phải đợi lâu. Không sao đâu, giờ này hay kẹt xe lắm. Ý anh này hình như là tài xế taxi lần trước báo án đó. Anh cũng giỏi thiệt ha, đến báo án có vài lần đã cua được chị Nga rồi. Người ta chỉ là bạn thôi, cua gì mà cua chứ. Bạn gì chứ, sếp... Ủa sếp đang xuyên cơm hả? À không phiền sếp, chúng tôi đi trước nha. Chiếu à, thịt kho nè. À, cảm ơn anh Trương. Anh làm gì vậy, làm việc đi. Hả? Nè, người đó giống vợ của anh Chiếu quá, không phải đã chết 8 năm nay sao? Phải ha. Mấy người làm ở đây á, lạ thiệt á. À, trước đây tôi hay cùng vợ tôi đến đây ăn cơm lắm. Chắc họ cũng như hàng xóm của tôi vậy, tưởng chị là ma đó. Ừ, cũng có trách. Chính tôi cũng cảm thấy tôi rất giống vợ của anh đó. Nhưng mà tuổi thì không có giống. Thật sao? Lúc vợ tôi qua đời 23 tuổi à. Ờ, vậy chị lớn hơn tôi mấy tuổi rồi. Chà, còn trẻ mà đã mất rồi à. À, nè nè, đừng trách tôi nhiều chuyện nha. Chị bệnh gì vậy? Cô mất vì sanh khó. Nói ra tôi cũng có lỗi với mẹ con của cổ. Lúc cổ qua đời tôi cũng không ở bên cạnh cổ. Nếu tôi có ở đó chắc cổ sẽ không chết. Con tôi mà không chết cũng 8 tuổi rồi. Xin lỗi nha, đã kêu lại chuyện buồn của anh. Trời, lâu quá tôi cũng quên rồi. Chị thì rất giống vợ tôi, biết cũng phải chứ. Cũng đúng á. Lỡ như tôi xui xẻo á, gặp phải một người không hề quen biết tới gần hỏi tôi chị có phải ma không, tôi cũng biết đừng nào trả lời đó. À, nếu người đó tò mò như vậy nhát họ cũng được đó. Không được, làm sao có thể đem chị ra để giỡn được chứ. Nè, tôi cũng có đứa con 8 tuổi. Vậy sao? Nay mai á, nó từ Canada trở về. Được đó, tôi thích trẻ con lắm. Thật không? Con tôi nghịch lắm đó. Thật ra ông trời cũng không bạc đãi tôi, cho nên tôi quen biết chị để an ủi mình. Chà, vậy là sao? Không có ý gì đâu, nói đại thôi, nói đại thôi. Nè, ăn thử món này đi. Ở đây bán ngon lắm đó, chiên đủ lửa. Nè Thứ Hỷ, con làm gì trong bếp mà lâu quá vậy? Không phải đâu, hôm nay má không được khỏe, con và Ngũ Phúc phải nấu cơm nên con muốn mượn hũ tương xài đỡ. Nè, lát nữa chú xuống thử tay nghề của con nha. Bộ đổi tánh rồi hả? Con mà chịu ra tay nấu cơm. Gia đình đã lâm vào tình trạng này, không lẽ con còn ngồi không sao? Biết kiếm tiền là khó rồi hả? Việc mà chị Nga giới thiệu cho con á, có vất vả không? Cũng ok lắm. Việc của con là tính tiền nè, nghe điện thoại nè, nhưng tại cái là
Có lúc con chủ bắt con lao xe luôn nữa đó. Không phải vậy chứ, bắt con lao xe, công việc gì vậy? Trời, bây giờ công việc nào cũng như vậy hết. Bây giờ không làm việc này thì không có gì để làm. Vậy ông chủ có bắt nạt con không? Có thì đừng ngại nói chú biết. Bắt nạt thì không có đâu. Nhưng con người ảnh dơ giấy bẩn thỉu lại thô lỗ nữa đó. Có lúc cũng khó chịu lắm. Nga này thiệt, mấy chục tuổi rồi mà cũng không hiểu biết chuyện. Người ta đến báo cảnh sát có 2 lần thôi mà làm ra dễ như thân với người ta lắm. Lúc nào cũng là mấy chuyện không đâu. Anh Chiếu cũng là chủ nhà của chị Nga đó. À, con biết. Chú hỏi như vậy, chị muốn biết anh Chiếu và chị Nga có quan hệ gì không thôi. Hơi đâu mà biết họ có quan hệ gì. Chú chỉ sợ con bị người ta ăn hiếp. Trời ơi, cảm ơn sự quan tâm của chú nha. Có phải hay không, tự chú hiểu rõ. Thôi không nói với chú nữa, con về nhà nấu cơm cho chị Hai ăn. Mấy ngày nay chị Hai cũng chưa ăn gì. Tâm Nguyên vẫn không chịu ăn hả? Phải đó, ngày nào chị cũng trốn ở trong phòng. Cơm thì không ăn. Anh Hai khuyên chị cũng không nghe. Không biết đến bao giờ chị mới khỏi nữa. Thiệt là tội nghiệp. Bao nhiêu người thân cũng không giúp nó được. Nè, nói về chị Nga thân lắm đó. Con gọi điện cho chị Nga, kêu chị Nga nói chuyện với nó coi có giúp được gì không. Tâm Nguyên ở trong phòng, không chịu ra à? Mấy bữa nay nó không có ăn gì hết. Chị sợ nó đói quá phát bệnh luôn. Nhìn chị Hai đã ốm đi rất là nhiều đó. Chị Mùi yên tâm đi, để em vô khuyên nó. Tâm Nguyên, chị Nga đây. Tâm Nguyên à, vậy nói chuyện đi, nói chuyện với chị được không? Em buồn ngủ lắm, em muốn ngủ. Nè, đừng ngủ nữa, dậy đi. Thiệt tình là em buồn ngủ lắm mà, cho em ngủ đi. Em đã ngủ suốt cả ngày rồi. Nè, mình ra coi tivi đi. Em chỉ muốn ngủ thôi. Chị làm ơn ra ngoài giùm cái đi, chị làm ơn đi mà. Tâm Nguyên à, em coi đi, ánh nắng bên ngoài rất đẹp. Mình ra ngoài dạo đi được không? Tâm Nguyên, ra ngoài dạo đi, nhanh lên. Chói vậy đi. Quá, chói mắt quá. Trả mền lại cho em đi. Em chỉ muốn ngủ thôi. Chị làm ơn ra ngoài giùm đi. Em nhìn coi em giống cái gì đây. Em còn tệ hơn mấy người vô dụng nữa kìa. Em giống cái gì thì bắt mớ gì đến chị chứ. Ra ngoài đi mà. Em đừng như vậy mà, được không? Mọi người nhìn thấy em như vậy á, ai cũng rất đau lòng mà. Chị biết, em đã bị tổn thương rất lớn. Nhớ lúc trước á, khi chồng chị bỏ chị cũng giống như em bây giờ vậy. Em còn nhớ em nói gì với chị không? Em kêu chị phải cứng rắn lên. Lúc trước em biết nói chị, còn bây giờ thì sao? Sao em cũng biết nói bản thân mình chứ? Em nhìn chị nè, chúng ta là sư tỷ cầm súng mà. Em phải phấn chấn lên, em biết không? Nếu em cứ như vậy hoài á, sẽ không ai giúp được em đâu, vô ích thôi. Em đi tắm. Đi tắm, đừng có tắm nữa. Tắm cái gì mà tắm chứ, không được tắm. Nghe chị đi, Tâm Nguyên. Em muốn đứng lên lại á, thì em phải tự trông vào bản thân mình. Không ai giúp được cho em đâu, em có biết không? Đi, đi ra ngoài, nói cho mọi người biết em không có gì. Để mọi người đừng lo lắng nữa. Đi, mình ra ngoài nói cho mọi người biết. Ra ngoài nói cho mọi người biết đi. Em không đi, nè, em không đi đâu, em xin chị. Chị đừng ép buộc em, em không đi. Em không đi đâu. Tâm Nguyên à, Tâm Nguyên, chị biết là em sẽ làm được mà. Em cũng để mọi người thất vọng đâu, được không? Em có thể đứng dậy được mà. Mọi người sẽ ủng hộ em. Em kiên cường lên, Tâm Nguyên. Thank you.
Xin chào mọi người. Tâm Nguyên. Không có gì đâu. Chị làm gì vậy? Em mua điểm tâm đến mời mọi người ăn nè. Chị đó, chị chửi em suốt đêm là em ngủ không được. Mình là chị em tốt mà, phải không? Thấy Nguyên khỏe lại mọi người vui lắm. Yeah, không có gì rồi. Không có gì. Xin hết. Chào. Madame. Tâm Nguyên cô đến làm rồi hả? Nhìn cô có vẻ khỏe hơn nhiều. Dạ phải. Madame, tôi có chuyện muốn nói với cô. Bữa đây đợi đi làm rồi sao? Rồi. Ở nhà không có bệnh cũng thành bệnh đó. Tôi nghĩ tôi sớm đi làm thì tinh thần của tôi sẽ phấn chấn trở lại. Có nói chuyện với bác sĩ tâm lý không? Bác sĩ cho rằng tôi đi làm sẽ tốt hơn. Nếu bác sĩ ok thì tôi cũng không có vấn đề gì rồi. Đợi sau khi nhận được báo cáo chính thức của bác sĩ thì cô có thể làm việc. Thank you, madam. Vậy là đây là nhà mới của mình nè. Nhà này đẹp quá. Được à. Vậy là giỏi thiệt. Dám đi máy bay một mình. Lúc xuống máy bay có cảm ơn của tiếp viên chăm sóc cho con không vậy? Tất nhiên là có rồi. Má à, đã lâu con không có được ăn há cảo xíu mại. Ngày mai má sẽ cùng con đi ăn một bữa no nê được không? Hay quá. Má à, sao không thấy chú Sanh tới đón con vậy? Có phải má vẫn còn giận chú hay không? Má cũng có giận chú, tại má cũng muốn làm phiền tôi. Chỉ đến đón con có gì phiền phức đâu. Má ơi, má đừng giận chú Sanh nữa mà. Gia Lạc à, người lớn á có nhiều chuyện trẻ con không thể hiểu được. Để mai mốt á, má từ từ nói cho con hiểu, chịu không? Alo, làm ơn cho con gặp chú Sanh. Chú đi, ai đó? Bé Gia Lạc phải không? Trời ơi, sao đánh nữa gọi điện vậy? Không phải điện thoại đường dài đâu, con đã trở về Hồng Kông rồi. Vậy sao, vậy sao, cô giờ nào? Con vừa mới xuống máy bay, sao chú dở quá, vẫn chưa năn nỉ được má. Con tưởng con xuống máy bay là có thể gặp được chú. Còn xấu ghê đó, vừa gọi điện đến là móc họng chú à. Chú cho con ăn đòn nữa nghe. Lâu, lâu quá không gặp chú, con nhớ chú lắm. Ngày mai là chủ nhật, chú dẫn con đi chơi nha. Chú cũng muốn lắm chứ, nhưng không biết má con có chịu đi không. Nè, con đi cho ai vậy? Là chú Sanh đó. Chú nói ngày mai dẫn con và má đi chơi. Má ơi, má thấy được không? Má đã nói là đừng làm phiền rồi mà. Đừng mà má, má cho con gặp chú Sanh đi. Má nghe đi. Alo. Nga hả? Nếu như ngày mai rảnh rỗi á, cho anh gặp bé Gia Lạc đi, được không? Thôi được, ngày mai tới đón em đi. Má ơi. Có vui không con? Dĩ nhiên là vui rồi. Lúc ở Canada chỉ có bà ngoại và ông ngoại đưa con đi chơi thôi, buồn lắm. Con vui là được rồi. Sau này chú sẽ thường xuyên dẫn con đi chơi. Chú và má làm lành, con càng vui hơn nữa. Chú và má con đâu có cái gì. Chú đừng có gạt con, nãy giờ chú và má không có nói gì hết. Bộ không phải con đang giận hả? Mà lành quá đi. Chú yên tâm đi, chúng ta là bạn mà. Lát nữa con sẽ năn nỉ má giùm chú nha. Má ơi. Có mệt không? Uống nước đi con. Mệt lắm. Mệt à? Nè, con nghỉ một lát rồi chơi tiếp nha, chịu không? Dạ. Dạ gì, đói bụng, chú dẫn con đi. À phải má à, chú Sanh nói muốn chơi tiếp. Má chơi với chú đi. Bây giờ Lạc mau lớn quá. Mới chớp mắt đã cao lớn và già dặn hẳn, giống như người lớn vậy. Vậy à? Cũng lâu rồi anh với em không có ngồi chung để nói chuyện ha. Cũng không biết nói gì đây. Thú thật là chuyện lần trước anh giận em lắm đó. Nhưng mà thôi bỏ đi. Chúng ta đã làm bạn bè bao lâu rồi, lại là đồng nghiệp nữa, không lẽ phải làm kẻ thù sao?
anh giận em thật à? Thôi, anh chỉ nói thôi. Bộ anh giống hạng người nhỏ mọn lắm hả? Ừ, phải rồi. Về đi. Quên hết những chuyện trước đây. Mình là bạn. Được thôi, làm bạn trở lại. Ừ. Lần này mày chết cái chắc rồi, mày có chịu nhận không? Sếp, sếp lớn tiếng quá làm cái gì? Nếu sếp buộc tội tôi được thì cứ buộc đi. Ở tù thôi mà, tôi coi như ở nhà vậy. Anh đừng láo cá quá nha, đứa bé đó có 8 tuổi thôi. Anh sàm sỡ nó rồi còn đánh nó, anh có còn là người không? Madam, tôi đã đưa cho nó 100 đồng mà, dĩ nhiên là phải sờ cho đủ vốn. Anh nói cái gì? Anh dám nói lại lần nữa hay không? Madam, nóng giận quá làm cái gì? Tôi chỉ là người đàn ông bình thường thôi. Tôi có nhu cầu bình thường thôi. Tôi không có tiền, đến vũ trường thì phải đi tìm hàng rẻ tiền chứ. Tâm Nguyên à, nổi nóng với hai người này làm gì? À, Tiểu Long Nữ, kết quả xét nghiệm vết thương của đứa bé có rồi. Nó đã bị đánh đập rất nghiêm trọng. Cho hắn thêm tội gây thương tích nghiêm trọng đi. Ý chà, Madam, lúc cô giận á thì dữ quá nghe. Đi Cheers.